Bà Phương Hằng có sức hút ghê gớm, một chi tiết nhỏ cũng khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Mến chào quý vị khán giả thân yêu của kênh Bản tin Online. Chúc quý vị ngày mới tràn đầy niềm vui và sẽ có những phút giây xem tin tức trên kênh thật thú vị và hữu ích. Thưa quý vị khán giả, như chúng tôi đã cập nhật đến quý vị ở những bản tin trước, vài ngày gần đây thông tin một luật sư là Trương Thị Hòa, một nữ luật sư tài ba đã có 47 năm kinh nghiệm chinh chiến trong các vụ kiện tụng, mà nổi tiếng nhất là cuộc ly hôn ngàn tỷ của vợ chồng đại gia cà phê Trung Nguyên, là luật sư bào chữa cho CEO Nguyễn Phương Hằng. Chưa rõ thực hư thông tin này là chính xác hay chưa, tuy nhiên sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như các bên từ những người ủng hộ hay đám phản diện không lấy thông tin này về mổ xẻ. Hầu hết ai yêu quý bà Phương Hằng đều mong, cùng là phụ nữ với nhau, nếu luật sư Trương Thị Hòa có bào chữa cho CEO Phương Hằng cũng sẽ có phần nào những điểm tương đồng và thấu cảm. Còn đám phản diện thì dùng thông tin này để tiếp tục chống phá. Đức Hiển thì nhân sự việc này để tiếp tục dùng phép ẩn dụ so sánh thâm sâu để tiếp tục hạ bệ bà Phương Hằng. Hàng Ni thì đinh ninh, luật sư Hòa sẽ không bào chữa cho CEO Phương Hằng đâu. Thật sự ra, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Giờ bà Phương Hằng đã bị bắt, nhưng tiếng vang độ nóng của bà vẫn chưa bao giờ hết hot. Những ai yêu quý bà thì nghiễm nhiên sẽ mong có luật sư giỏi cùng bà tìm lại lẽ phải. Còn đám phản diện thì vẫn cứ mãi cái tính thâm sâu, sân si, thậm chí là dùng mọi chiêu trò để hạ bệ bà Phương Hằng. Và trước thông tin này, một cựu chiến binh, một cựu nhà báo, một đảng viên theo dõi xuyên suốt drama là bác Đặng Quỳnh cũng không thể đứng ngoài cuộc. Bác đã có những chia sẻ nêu lên quan điểm cá nhân về sự việc này như sau. Làm trọng tài phân định cuộc tranh luận trái chiều về luật sư nhận bào chữa cho CEO Phương Hằng. Hai hôm nay mọi người ủng hộ CEO Nguyễn Phương Hằng xôn xao về thông tin luật sư Trương Thị Hòa nhận bào chữa cho CEO trong phiên tòa nếu có sắp tới do nhà báo Hoàng Linh và nhà báo Phương Dung Lê nêu trên mạng. Tôi chờ đợi đến sáng ngày hôm nay mới gọi máy cho luật sư Trương Thị Hòa để xác tín. Cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi hết sức vui vẻ, thoải mái vì hai chúng tôi đồng niên 1947, cùng giảng dạy ở nhiều trường đại học. Chị Trương Thị Hòa còn là học trò cũ của anh cột chèo với tôi là Trần Thành Long, nguyên bí thư đảng ủy Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên phó chủ tịch thành phố. Cuộc nói chuyện vừa kết thúc, tôi viết status này gửi tới các bạn, các em, các cháu để có nhận định khách quan, không bị dẫn dắt bởi những suy diễn thiếu kiểm chứng. Một, sở dĩ Lê Phương Dung đưa tin này là dựa vào lời của nhà báo Hoàng Linh và lời đáp trả của nhà báo luật sư Đặng Thị Hằng Ni. Hoàng Linh có nói, có hai luật sư là Trương Thị Hòa và Trần Đình Triển nhận bào chữa cho CEO Phương Hằng. Còn Hằng Ni thì khẳng định không bao giờ có chuyện đó vì tính tình của chị Hòa giống mình, không bao giờ nhận. Để xác nhận thì Lê Phương Dung đã nối máy nói chuyện với luật sư Hòa trong gần 3 phút. Như vậy không phải là Lê Phương Dung bỗng dưng nhảy sổ vào tung tin thất thiệt. Em Dung giải thích với tôi là chỉ muốn chia sẻ tin vui tới các fan của CEO Nguyễn Phương Hằng mà thôi, chứ hoàn toàn không có ẩn ý gì khác. Thứ hai, việc chủ tút hóng tin rồi nhanh nhẩu lan truyền, rồi nhanh nhẩu đính chính, thậm chí là họp nhóm tam tam để phân tích, bình luận, suy diễn, quy chụp một nhà báo có thể còn đang tác nghiệp ở cơ quan báo chí trung ương là quá vội vàng chủ quan. Tôi cũng xin nhắc để các bạn biết rằng các kênh dù là Facebook, YouTube hay TikTok có vạn người, triệu người thì vẫn chỉ là mạng xã hội, chứ không phải là loại hình báo chí nên chỉ có tính chất tham khảo. Chưa kể những con người bên phe phản diện lập kênh để bán hàng online, kiếm tiền, lợi dụng tên tuổi bà Phương Hằng để câu like, câu view. Một chủ tút như Jimmy Huỳnh là một thầy dạy ngoại ngữ, cháu Nhàn chủ kênh cộng đồng bốn phương, cháu Long Ngô, bằng cấp chuyên môn gì thì tôi cũng không biết, nhưng đã từng bị phạt 7,5 triệu đồng rồi thì phải. Nhưng Jimmy Huỳnh biết tự nhận về luật pháp, mình hạn chế nên không đi sâu giải thích về luật, hiểu biết được như vậy là tự biết mình. Thứ ba, đã cùng chí hướng, cùng có tình cảm và động cơ, thái độ bảo vệ CEO Nguyễn Phương Hằng thì sao không gạt bỏ những hiềm tị cá nhân, những cá tính, những khác biệt về vùng miền, về trình độ, tuổi tác để có một chữ đồng tâm hiệp lực bảo vệ CEO Nguyễn Phương Hằng? Tại sao vẫn thiếu một chữ tình? Tại sao phải giật tiếp dùng những từ ngữ ẩn dụ, miệt thị, có từ đỏ, kiểu như gọi lực lượng AK-47 để phản biện trên không gian mạng là bò đỏ vậy? Và vì sao lại tạo cơ hội cho những kẻ vô văn hóa như là Hồng Tú Cầu, Hải Trần, Tịch Quyết vô comment chữ tục tiểu mất dạy? Cái gì cũng có giới hạn, đừng để mất chính mình.
hãy đọc tham khảo thêm bài viết của Nguyễn Đức Hiển bàn luận luật sư bào chữa mới đăng ở dòng trạng thái cá nhân để thấy là người, đừng để người ta xem là ngu lâu, dốt bền, buồn lắm thay. Nhà báo Đức Hiển cũng nhanh chóng lên tiếng việc luật sư Trương Thị Hòa bảo vệ cho bà Phương Hằng. Mến chào quý vị khán giả thân yêu của kênh Bản tin Online. Thưa quý vị, hiện nay thông tin bà Trương Thị Hòa có phải là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Phương Hằng trước tòa hay không vẫn đang là một thông tin nóng được cộng đồng mạng quan tâm. Và hiện tại thông tin này đúng 100% hay không thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Bởi vì thông tin này do nhà báo Phương Nhung Lê đăng tải và theo như nữ nhà báo này thì chính cô đã xác nhận đã gọi điện thoại cho luật sư Trương Thị Hòa. Thế nhưng dẫu gì cô Phương Nhung Lê cũng chỉ là người ngoài cuộc của drama. Đây chưa phải là sự xác nhận của ông Huỳnh Uy Dũng hay của trợ lý bà Phương Hằng. Và đương nhiên luật sư Trương Thị Hòa cũng chưa lên tiếng nên thông tin vẫn khiến nhiều người ngờ vực về độ chính xác. Mới đây nhà báo Đức Hiển bỗng dưng cũng để ý đến câu chuyện hấp dẫn này. Mặc dù chân đang chống nạn về quê để nương tựa cha mẹ già theo như lời của ông than thở, thế nhưng chuyện liên quan đến bà Phương Hằng ông vẫn đủ sức để nhảy vào. Đọc bài viết của ông thì nhiều cộng đồng mạng lại cho rằng ông đang mèo khóc chuột, bỗng dưng quay ngoắt thái độ khiến người khác không khỏi giật mình. Kênh Bản tin Online không quan tâm là ý đồ của ông ta ở đây là gì, vì cái đó chỉ một mình ông ta mới biết. Tuy nhiên cái mà chúng tôi quan tâm là một chi tiết ông viết ra mà cá nhân chúng tôi cảm thấy không đúng đắn cho lắm. Chính vì ý này đã tố giác ông đang tính dụ dỗ dẫn dắt cộng đồng mạng. Vậy thì chi tiết đó là gì? Kênh Bản tin Online sẽ đọc toàn bộ bài viết của Nguyễn Đức Hiển và quý vị hãy cùng nghe thật kỹ và sau đó chúng ta sẽ cùng suy luận để xem suy nghĩ của quý vị khán giả và của chúng tôi có trùng khớp không nhé. Cụ thể, Đức Hiển đã đăng bài viết trên trang cá nhân của mình như sau. Trả lời về việc luật sư bảo vệ bà Phương Hằng. Bạn tôi là một luật sư chuyên về án hình sự, một tối nhắn tin cho tôi. Bạn ấy nhận được lời đề nghị từ gia đình của một bị can trong một vụ án hết sức man rợ, phi nhân tính, nạn nhân chết là trẻ em. Bản thân tôi không dám xem những hình ảnh liên quan đến vụ án, dù tôi với trách nhiệm của mình vẫn đọc duyệt những tin bài về các khía cạnh pháp lý của vụ án. Tôi nhớ tối đó về, dù khuya nhưng tôi vẫn mất ngủ, phải ngồi với mấy lon bia một mình. Dù lẽ ra không nên uống bia giờ đó, tôi căm phẫn. Bạn hỏi, muốn tham khảo ý kiến của anh, gia đình họ nhờ bảo vệ bị can từ giai đoạn điều tra, em băn khoăn quá. Tôi nói, nếu là anh thì anh sẽ nhận lời. Hôm nay tôi thấy có một số ý kiến tấn công hoặc là dè biểu luật sư Trương Thị Hòa khi có thông tin bà nhận lời bảo vệ Nguyễn Phương Hằng. Có người hỏi tôi trả lời tôi không rõ ai bảo vệ cho bị can Hằng, nhưng tôi phản đối bất kỳ ai tấn công hoặc là dè biểu luật sư vì thiên chức của họ. Trong vụ án này, tôi là một trong số người tố cáo và đề nghị khởi tố bà Hằng. Tuy nhiên, dù là ai trước khi có bản án có hiệu lực của tòa án, thì đều chưa bị coi là phạm tội. Ai cũng có quyền tự bào chữa, bảo vệ và nhờ thuê người bảo vệ pháp lý cho mình. Chuyện nào ra chuyện đó, bảo vệ thân chủ hoàn toàn khác với việc đồng tình cổ suý hành vi vi phạm pháp luật của thân chủ, hãy để luật sư làm thiên chức của họ. Bên dưới bài viết này thì có bình luận trả lời một người dùng mạng. Nguyễn Đức Hiển đã viết thêm, họ ngại bị dân mạng tấn công em ạ. Đôi khi cũng không phải do dân mạng ác ý, người ta căm phẫn và đôi khi thiếu tỉnh táo hoặc là không hiểu đầy đủ pháp luật nên đánh đồng, ghét luôn sự thật, ghét luôn luật sư. Thưa quý vị, vừa rồi là toàn bộ bài viết của Phó Tổng Biên tập Nguyễn Đức Hiển. Đọc vào bài viết, thoạt đầu chúng ta nghĩ ông Hiển đang có ý bên bà Phương Hằng, ủng hộ luật sư giỏi tham gia vào bào chữa cho bà ấy. Tuy nhiên, tỉnh táo đi nào, làm gì kẻ địch lại đi khóc thương cho đối thủ bao giờ? Chi tiết mà chúng tôi cảm thấy chưa hợp lý nhắc ở đầu bài viết chính là ông phó tổng biên tập đã viết, tôi thấy có một số ý kiến tấn công hoặc là dè biểu luật sư Trương Thị Hòa khi có thông tin bà nhận lời bảo vệ Nguyễn Phương Hằng. Với chi tiết này, ông ta đang ngầm ám chỉ điều gì? Ám chỉ bà Phương Hằng là một tội phạm đáng lên án, một thành phần xấu xa, tương tự như cái tên giết người man rợ, phi nhân tính trong vụ án mà bạn ông ta đang tham gia bào chữa, được ông ta nhắc đến trong bài viết hay sao? Đây chính là sự ví von ngầm, so sánh bà Phương Hằng với một kẻ giết người, một tội ác như vậy, nên luật sư Trương Thị Hòa tham gia bảo vệ cho bà Hằng bị người khác tấn công, dè biểu đấy các bạn.
và thú thật với một người lướt Facebook, YouTube để cập nhật tin tức như chúng tôi, thì từ khi thông tin nổ ra cho đến nay, kênh Bản Tin Online nhận thấy đại đa số người dân đều tin tưởng cổ vũ luật sư Trương Thị Hòa tham gia bào chữa cho bà Phương Hằng, hoặc nếu không thì ở phía trung lập cho rằng việc một luật sư giỏi tham gia sẽ giúp phiên tòa diễn ra công bằng cho cả đôi bên. Chứ làm gì có ai có làn sóng lên án tấn công gì đâu, chẳng ai dè biểu luật sư Hòa như ông Hiển đã nói, nên bớt chụp mũ dẫn dắt dư luận đi. Theo cá nhân kênh Bản Tin Online nhận thấy rằng, Hằng Ni tuy cô này thô, bồ bả thật đấy, nhưng ở một góc độ khác cô này thô ra mặt, dễ nhận biết bản tính nên không nguy hiểm cho lắm. Thường những người hay nói chuyện thô thiển nhưng họ không thâm bằng những người luôn ăn nói nhẹ nhàng từ tốn đâu quý vị. Còn những người miệng đạo đức, miệng nam mô nhưng bụng một bồ dao găm thì thành phần này mới khó đoán và vô cùng thâm sâu. Đúng là Đức Hiển là đàn anh của Hằng Ni nên cách viết, cách dẫn dắt cũng cao siêu hơn một trượng. Vậy nên mới có những người đến bây giờ vẫn còn bên cho anh phó tổng biên tập này. Mặc cho anh ta kêu gọi từ thiện những 20 năm, phát ngôn thì thâm sâu nhằm kết tội người khác một cách gián tiếp. Sẵn đây chúng tôi cũng xin nhắc cho phó tổng biên tập Nguyễn Đức Hiển là anh chưa sao kê, chưa công khai đầu vào đầu ra của số tiền mà anh đã kêu gọi hơn 20 năm nay đâu ạ. Anh đừng quên nhé anh Hiển, mà anh cũng phải nhớ rằng vụ việc của bà Phương Hằng chưa ngã ngũ, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra và trong đó có lá đơn của Nguyễn Đức Hiển đấy. Không chừng bị đơn lại chuyển thành bị can nha anh Hiển ơi.